Xin chào, bạn có phải là hậu duệ mấy đời của Gia Cát Lượng trên thông thiên văn dưới tường địa lý không? Hãy kiểm tra ngay bây giờ với 17 câu đố thử thách ngay sau đây. Nhớ là tham gia đến cuối để xem kết quả nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Anh em có biết đa số mọi người đều nghĩ những câu đố tìm chữ tìm số chỉ để đánh đố trẻ con, nhưng câu đố sau đây lại làm khó được 97% người trưởng thành đấy. Thử sức mình ngay và luôn cho nóng. Trong 10 giây, liệu có tìm được số 8 trong hàng loạt số 9 hay không? Tưởng không khó, mà khó không tưởng ấy chứ. Số 8 nằm chênh ênh ngay đây mà có bạn tìm mòn mỏi mới ra. Chứ các cao thủ thì mình biết là khá văn bảnh lắm rồi. Cơ mà ấy khoan, tìm số chưa đã đâu. Tìm được chữ N giữa hàng ngàn chữ M này mới là đỉnh cao nè. Ôi dảo, quá là dễ luôn. Thế này thì chỉ cần 5 giây là tìm ra rồi chứ nhỉ. Nó ở ngay đây nè. Cho mình hỏi tí xíu, ở đây có anh em nào fan Squid Game không nhở? Bởi hết vào đây nào, đố anh em búp bê Squid Game mặc váy màu gì? Nói nhỏ với các bạn nhé, đến bố tớ cũng không giải được vì bố tớ không biết Squid Game. Chứ còn anh em mình thì ai mà chẳng biết búp bê Squid Game mặc váy màu vàng cam đúng không? Vậy còn anh em là người chơi hệ hảo ngọt, nhất là Coca-Cola thì sao? Liệu rằng bạn có tìm được chiếc ống hút dẫn đến chai Coca hay không đây? Một, hai, ba, năm. Mình có đánh rơi nhịp nào không nhỉ? Bạn có đoán được ống nào chưa? Uống Coca mãi mà tìm đến cái ống hút cũng không đúng là không được đâu. Chính là ống hút số 5 nè. Hơi rối mắt, nhưng vì cái sự nghiệp thèm Coca thì phải cố gắng thôi nhỉ? Bạn nào mà thấy đúng thì nhớ thả một like nhá. Còn ai mà muốn hack não hơn thì chuyển ngay sang câu đố tiếp theo đi. Mình dám cá, chuyên văn chưa giải được nhưng có khi chuyên toán lại nhanh hơn đấy. Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây? Cơm, canh, cháo, gì tớ cũng thích ăn. Đáp án không thể hại não hơn, đó chính là chỉ có một chữ C thôi. Tại sao ư? Vì đầu bài hỏi có bao nhiêu chữ C in hoa trong câu nói mà. Tỉnh táo tàu lên anh em ơi, câu sau còn hại não, chứ nói gì là hách não cũng vẫn bình thường. Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên là gì? 10 giây thôi, hãy vận dụng tối đa chất xám nha. Tèn tèn, đáp án đến đây. Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên Xuân, Hạ, Thu. Vậy thì người còn lại là em út mà đầu bài đã nhắc, đó chính là Nam. Chuẩn cơm mẹ nấu quá còn gì. Tiếp theo là một câu đố đậm chất giang hồ hiểm ác, nhanh trí đố bạn xem bạn giải được không nha. Chú mèo đang rình bắt chuột mà gặp nguyên một đàn chuột điếc đi ngang qua. Nhiều chuột quá làm mèo bối rối, cuối cùng chẳng bắt được con nào. Vậy thì đố các bạn có bao nhiêu con chuột? Thì làm sao mà nhớ lại câu hỏi xem nào. Một đàn chuột điếc đi ngang qua. Thì chuột điếc là chuột hư tai. Chuột hư tai là 24, có 24 con chuột. Gặp một lúc 24 con chuột thì mèo nào cũng bối rối cả thôi, huống gì là anh em mình. Ngoài ra anh em hệ yêu mèo, yêu chim, yêu cún hàng ngày có thích cosplay thú cưng nhà mình không? Ở đây nhanh trí có một con mà nó còn tự cosplay chính nó luôn. Đố anh em, đây là con mèo hay con chim? Hơi bị rối não đấy, nhưng nhìn kỹ xem nào, cái cục đen đen này là một bé mèo môn đấy nha. Với bộ lông đen xì xì, lại còn tạo dáng style nhìn sang trái, thì có khác gì con chim không cơ chứ? Câu trên rối não, hách ánh nhìn, thì câu này choáng váng luôn, có được không nhỉ? Đố anh em chiếc chìa khóa này sẽ mở được cánh cửa nào? Cửa số 3 là số 2 thì cánh cửa nào mới là thứ nhất hả? Là cánh cửa số 3 chứ còn gì? Thử tra chìa khóa vào ổ đi xem nào, mở được ngay cánh cửa huyền bí, còn dẫn đi đâu thì nhanh trí không biết nha. Ha. Trước khi vào câu đố tiếp theo, 500 anh em fan nhanh trí cho mình hỏi tí nè. Bình thường anh em có được bố mẹ cho tiền tiêu vặt không? Thậm chí có những lúc bố mẹ còn đưa tiền nhờ các bạn mua thứ này đồ kia như gói muối, bịch lạc, bao thuốc. Anh em mình được nhìn thấy và được cầm tiền suốt ngày đấy nhỉ? Vậy thì đố các bạn, tiền Việt Nam có bao nhiêu mệnh giá?
Ây da, câu hỏi dễ mà khó đấy. Anh em nhớ lại chưa? Tiền Việt Nam hiện nay có 12 mệnh giá cơ. Tiền giấy cốt tông bao gồm 100 đồng, 500 đồng, 200 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng. Còn tiền polymer có 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 và 500.000 nha. Tuy nhiên thì hiện nay tiền 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng không còn được sử dụng nữa, nên nhanh trí dám chắc rất nhiều anh em ở đây chưa từng thấy và bị nhầm nhọt sang trồng trọt phải không? Ui, nhắc đến tiền là háo hức ghê, mà tiền nhiều thì càng phấn khởi. Cơ mà 500 là tờ tiền to nhất rồi. Vậy anh em có biết mặt sau của tờ tiền mệnh giá to nhất này là địa danh nào không? Có bao nhiêu anh em đã hỏi mượn ba mẹ tờ 500k để xem rồi? Đó chính là nhà tranh Năm Gian của Bác Hồ tại quê nội làng Sen Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Thanh niên nào đang xem ở Nghệ An không? Comment Nghệ An để tự hào hai chữ quê hương nha! Còn bây giờ tới tờ 20k, nhìn khá là giống tờ 500k đấy. Chắc cái tờ này thì các bạn cầm đi mua đồ ăn sáng thường xuyên đúng không? Đố bạn biết mặt sau tờ 20k là địa danh nào? Hết thời gian suy nghĩ rồi, bạn nhớ ra chưa? Mặt sau tờ tiền mệnh giá 20k chính là chùa cầu, hay còn gọi là cầu Nhật Bản, chùa cầu nằm trong khu phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam. Rất ít bạn biết đó nha. Đếm tiền thì để các nhà toán học thôi nhỉ, giờ các thánh văn thơ đâu, bơi hết vào đây nào. Đố các bạn, đây là chữ gì? Cắt đuôi thì điếc tai anh, cắt đầu thành quả trên cành cây cao, không ai cắt xén thì sao, lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ chìm. Các thánh văn thơ chưa chắc đã đoán được câu này, mà các thánh chém gió lại nhanh hơn chứ. Đáp án ở đây là các chữ luôn nha. Cắt đuôi thì thành nổ, cắt đầu thành ổi, không cắt xén thì đương nhiên là nổi, lênh đênh chẳng bao giờ chìm rồi. Nghe có vẻ vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục đấy chứ. Còn ngay bây giờ là một câu đố không dành cho người có tư duy logic thấp và kém hiểu biết đâu nha. Đố bạn, giữa cá heo và cá mập, con nào thông minh hơn? Heo vô đối, cái tên vàng trong làng động vật thông minh, chắc hẳn bạn đã nghe danh từ lâu. Được biết, cá heo là loại động vật có bộ não lớn nhất trong vương quốc động vật. Chúng rất thông minh và thân thiện. Cá heo còn có thể nhận ra chính mình khi soi gương nữa đấy. Và cuối cùng là một câu đố hại não, có thể cân cả 500 anh em fan nhanh trí. Thử thách tìm tất cả các con cọp có trong đoạn văn này đang làm bão cư dân mạng. Liệu bạn có vượt qua không? Wow, vận hết công lực đếm xem nào. Ơn giời, càng đếm càng rối thì cùng nhanh trí giải đáp luôn. Trong đoạn văn có đến 30 con cọp nha anh em. Anh em nào có đáp án khác thì comment dưới phần bình luận để khai sáng cho mình và những đồng đội khác nhé. Và tất nhiên, bây giờ là phần đáng mong chờ nhất, hồi hộp nhất và cũng bất ngờ nhất. Bạn đã sẵn sàng để xem liệu mình có hoàn thành xuất sắc hay chưa? Nếu trả lời đúng từ 1 đến 5 câu thì có lẽ bạn cần luyện tập thêm thật nhiều. Nếu trả lời đúng từ 6 đến 10 câu thì bạn đã có tố chất của một nhà thông thái rồi đấy. Còn nếu như trả lời từ 10 câu trở lên, amazing, good job, bạn rất thông minh. Có thể bạn chính là hậu duệ của quân sư tài ba Già Cát Lượng đấy nha.